Rồi, chào mấy anh chị á, thì hôm nay sẵn em nó sơn mấy cái chậu, thì sẵn quay cái sơn cái chậu 30 rồi cho mấy anh chị coi ha. Cái là lục giác 30 khu Việt Nam nha mấy anh chị, hoa văn là hoa sen. Đó, hoa văn này nó đẹp hơn cái lục giác 30 của Trung Quốc. Trung Quốc thì nó có hai cái hoa văn là hoa văn chữ tàu, chữ phúc tàu và hoa văn cái hoa hồng, nó xấu lắm. Thì Việt Nam mình làm ra cái hoa văn này đẹp nè. Hoa văn hoa sen. Đó, chân quỳ luôn nè. Đó, ngon lành luôn. Này, lục giác 30 nha mấy anh chị, dáng cao, lục giác 30 dáng cao. Đó, cái chân của nó thì xài chung với lục giác 35 dáng bầu. Rồi cái này lót kìm sẵn hết rồi ha, cái này lót kìm sẵn hết rồi, giờ chỉ có sơn lên thôi. Nên rồi sơn giả đá nè mấy anh chị, không biết thì em nó thích sơn màu gì nó sơn thôi. Nó sơn màu này hình như màu sống đậm á. Nó thích sơn màu gì nó sơn lắm mấy anh chị, tại nó sơn cho khách nữa. Sẵn ké cho mấy anh chị coi cái lục giác 30 của Việt Nam đổ ra rồi sơn lên coi nó ok không ha. Hoa sen này nó đẹp hơn mấy anh chị. Cái này nó sơn một lọt mười mấy cái giống như vậy nè, một kiểu hết. Nó sơn cho đơn giản mà. Sơn cho thằng bạn em, nó sơn ở trong ở ngoài là xám đậm giả đá rồi ở trong nền là nó sơn màu nhũ đồng cổ thôi. Đó, nhanh lắm. Sơn vậy cho lẹ. Cái này chắc nó cũng làm vậy thôi, mấy cái này chắc nó cũng làm vậy nè. Đó, nó cũng sơn một mớ nè. Đây có cái chậu xi măng nhẹ nè, có cái chậu xi măng nhẹ em đổ ra nữa nè. Đó, cái chậu lục giác ống 4 nó làm bằng xi măng nhẹ nha heo à. Có 7 kg à, nhẹ hơn so với cái đổ bê tông là 9 kg. Cái góc 16 kg nhưng mà cái đó có 7 kg à. Đây sơn cũng một mớ ha, mớ chậu. Rồi cái này cứ sơn hết màu mấy anh chị. Sơn hết màu này vô rồi xíu nữa nó khô rồi xíu nữa tạo hạt trắng đen lên thôi. Công đoạn nó cũng đơn giản thôi, chủ yếu là quay cho mấy anh chị coi mẫu 30 Việt Nam thôi. Cái mẫu 30 Việt Nam đổ ra sơn lên nó có đẹp không ha. Cô màu xám rồi, giờ mình tạo hạt đen trắng lên thôi mấy anh. Hạt đen này cũng khó thấy. Quay góc này cái camera này tối, chiều nó cảm giác nó tối màu á mấy anh. Màu xám đậm của nó không tối dữ vậy đâu. Hạt đen hạt trắng lên cho nó đều lên là đẹp. Thích tạo sao tạo nhiều nhiều vô cũng được, đặc đặc vô cũng được. Ở hạt đen hạt trắng thì em hướng dẫn nhiều rồi, chủ yếu nay là quay cái 30 cho mấy anh coi thôi. Tạo hạt trắng lên mấy anh, nãy tạo hạt đen giờ mình tạo hạt trắng lên là xong cái công đoạn giả đá dàn hạt. Tài dẻo dữ ha, phéo phéo mà. Hạt này mấy anh cứ đi đều đều cho nó đẹp nha. Đặt mỏng thì nó sẽ ra hiệu ứng khác nhau, đặt nó ra hiệu ứng khác, mỏng ra hiệu ứng khác, nhìn nó khác nhau. Nói chung là sao cũng ok đó, anh nhìn bằng mắt mình thấy đẹp là được. Tạo hạt thì mấy anh cứ pha loãng sơn với xíu nước xong rồi mình chỉnh cái hơi á, cái nén khí á cho nó nhỏ xíu lại. Cái nút hơi ở dưới cái súng á. Rồi xong xuôi xíu nữa là mình sơn ở trong này thôi, sơn chắc chơi màu nhũ đồng cổ quất lên thôi cho lẹ. Thời buổi này giờ nắng lắm, giờ ngồi tô nhũ vàng cực á. Quất luôn nhũ đồng cổ luôn cho lẹ giống ở ngoài kia mấy anh. Đó, vậy cũng đẹp á. Sơn vậy cũng nhanh mà đẹp. Giờ anh sơn trang trí ở trong nữa là xong nha mấy anh, xong phủ keo uống nước là xong. Đó, thằng em nó mới làm được một lọt chậu giả đá. Đây cái chậu 30 đây mấy anh. Tivi nữa mấy anh, nó sơn nhưng mà mấy anh này xài màu này là màu nhũ đồng cổ nha mấy anh. Nhũ đồng cổ này là nó màu nó sáng hơn màu nhũ đồng đen xíu. Nhũ đồng cổ này mấy anh khỏi phải pha, mấy anh cứ hay lấy màu nhũ vàng pha với màu đen đúng không, để cho ra màu nhũ đồng cổ. Xài màu này khỏi pha, mấy anh lấy màu này sơn luôn, xíu nó khô lại tối xuống xíu nữa giống như ngoài kia kìa mấy anh. Đó, nó có nắng vô thì nó ánh vàng lên, nó có nhũ nó bay từ lưa luôn. Anh khỏi pha, mấy anh sơn như là đơn giản đó mấy anh. Sơn kiểu này nó vừa đơn giản mà vừa nhanh nè, mà cũng đẹp nữa đó chứ không phải là nó xấu. Mấy cái chậu nhỏ mình áp dụng với mấy chậu nhỏ, hoa văn nó nhỏ quá mình lười tô, mình áp dụng mình sơn vậy nè, nó vừa đẹp. Nó vừa đẹp mà nó vừa nhanh. Chỉ sơn giả đá xong cái là bụp cái nền nó cắt cái khung bụp vô thẳng vô là xong, ok. Còn ví dụ như tùy vùng mình, khách yêu cầu sao thì mình sơn như vậy thôi. Còn này em sơn cho bạn em, bạn em nó đặt cũng mười mấy hai chục cái vậy đó, nó đặt mớ đó. Như mớ này. Đó là sơn đơn giản cho nó thôi. Giống như vừa bán vừa tặng nó mà.
lấy công cho mấy anh em nè, bán nó có nửa giá ông nội ơi. Cái này cái 30 này mấy anh bán tầm 150 được, 120, 150 tùy vùng, tùy cách mình sơn. Mình sơn càng kỹ như vậy thì mình bán 150 được. Sơn đơn giản hơn một màu thì mấy anh bán tầm 100, 120 gì đó tùy. Còn 38 bán tầm 150, 200. Đó, 30 sơn vậy thôi là đẹp rồi mấy anh, đâu cần gì phải cầu kỳ đâu. Nhìn nó vừa sang mà nó vừa đẹp. Rồi, xíu nó khô phủ keo nước thì em quay tiếp cho mấy anh coi. Để vô coi nó sơn cái 30 trong kia nè. Bụp vậy thôi, cho có đôi có cặp. À mấy cái bao sao là mấy bao sợi thủy tinh đó mấy anh. Cái sợi thủy tinh nó hay lắm mấy anh bỏ vô, mấy anh đổ, mấy anh trộn thêm nó vô, nó không như tiền hết á. Nó thêm có mấy ngàn à. Một ký nó có mấy chục ngàn thôi. Mà bỏ vô ví dụ như một cái chậu lớn á tầm 70 80 mình bỏ tầm một lạng à. Nó tầm có mấy ngàn à. Nhưng mà nó vô nó chắc mấy anh, gỡ hoa văn nó không mẻ mấy anh. Gỡ hoa văn nó khó mẻ lắm. Bơm sao gỡ hoa văn nó đa số là nó không bị gì rồi, mẻ hoa văn. Và mấy anh sẽ không, mấy anh khi mà gặp nắng á, mấy anh có độ già mà gặp nắng nó không nứt răng mấy anh. Cái sợi thủy tinh lợi hại lắm mấy anh. Mà nó ví dụ như mình đổ là qua ngày hôm sau có thể tháo sớm lắm. Mà tháo mình không có sợ phải mẻ hoa văn, mình cứ tháo cẩn thận bình thường là nó khó mẻ hoa văn hơn. Em đang sử dụng thủy tinh để đổ vô mấy cái chậu á. Rồi, xíu nữa phụ kem quay tiếp cho mấy anh coi nha. Cuối cùng khi sơn chậu nha, phủ keo bóng super clear lên nữa là xong nha. Nhất cho nó bóng lên xíu nữa là ok. Phủ mỏng lớp mỏng rồi được mấy, không cần dày đâu. Đó, mỏng đó. Chậu 30. Sơn kiểu này vừa đơn giản vừa nhanh và vừa đẹp nha. Mấy chậu nhỏ nhỏ sơn vậy gió lẹ mấy anh. 25 30 rồi 38 nữa mình sơn kiểu này nó vừa đẹp mà nó vừa nhanh nữa. Chứ mình ngồi tô tô lâu lắm mà tốn công. Còn tùy theo ý khách hàng muốn tô mình tô thôi. Đó, chọn lục giác ống em cũng quất luôn rồi. Chơi phát một hết, một màu hết. Chọn vừa lục giác ống nó nhẹ xưa, nhẹ tên rồi. Rồi xách lên, vừa xách lên, vừa xịt bóng luôn mấy bảnh rồi. Nhẹ hèo mấy anh đó. Nhẹ tên rồi. Sơn màu gì cũng đẹp. Rồi ok mấy anh ha, thì hôm nay sẵn em nó sơn mấy chậu rồi cho con bạn á. Thì sẵn quay cho mấy anh coi cái lục giác 30 chân quỳ của Việt Nam mình ha. Hoa sen nữa ha. Rồi sơn giả đá rồi lên coi cho nó coi nó đẹp không. Nếu nào cần mua cái khuôn này hay sơn chậu kiểu này thì vui lòng liên hệ số điện thoại cho mình thành trang. Đây là chậu lục giác 30 nha. Xíu nữa bớt nắng đi em quay nét kỹ vô cho mấy anh coi cho dễ. Rồi ok mấy anh, quay chốt video xong về mấy anh. Chứ giờ 5 giờ mấy rồi vẫn còn nắng quá, để cho mấy đứa nó về nữa. Này nè, quay cận cảnh với anh coi xíu nữa nha. Đó lục giác 30 hoa sen khuôn Việt Nam nha mấy anh. Sơn giả đá. Miệng nó bằng luôn. Này mớ này quá trời quá đất. Hôm nay ngày em nó sơn được 21 cái tùm lum loại. Còn mấy cái này nè. Rồi ok, cảm ơn mấy anh nha. Anh chị nào cần mua khuôn hay sơn vui lòng liên hệ số điện thoại màn hình cho em nha. Rồi cảm ơn mọi người theo dõi video này của em.